Đây là cái cầm thước. À thôi, cứ nhìn. Đúng rồi, đo chứ. Chị mình cầm máy quay thôi, còn nó đo thứ. Em ơi, mình có 400 nghìn thôi. Để lần sau đi. Không, hướng dẫn luôn cái váy nó rẻ, nó có một cái váy nó làm nó nhanh, hướng dẫn thì còn được. Sau này để cái đơn 10 sản phẩm ra, hướng dẫn thì nó sẽ làm được. Rẻ thì ai thì ai đến. Hướng dẫn đi. Em ra đây, đứng ra đây. Em phải nhìn, nhìn một lần, nhìn nhìn để biết chứ. Không, đừng nói. Thôi em. Không, cái váy là không. Ừ, 30 lần đo chả sao, đúng cái đơn to nhất thì bị kiện. Chị em trải váy nhá, em phải trải phẳng ra. Đây này, nhìn chị này. Mai có đơn thì cho mình, à, cho tự đo. Anh quay. Hả? Em biết rồi. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Đặt ở giữa vai này này. Đo dài váy này, ngang đấy. Đo dài váy với ngang đấy. Hết